Xin chào các bạn, hôm nay các bạn sẽ cùng vào bếp với các cô nha. Hôm nay cô An có mua một quả bí đỏ nè các bạn. À, còn bí đỏ này dùng để làm gì vậy các cô? À, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu sữa bí đỏ. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. À, các bạn ơi, để nấu được sữa bí đỏ, nguyên liệu gồm có sữa đặc, sữa tươi và cuối cùng là bí đỏ. Ở đây cô đã chuẩn bị một đĩa bí đỏ hấp sẵn rồi nha các bạn. À, các bạn ơi, để thực hiện được công thức sữa bí đỏ thì cô sẽ cho bí đỏ, sữa tươi không đường và sữa đặc vào máy xay sinh tố. Bây giờ mình cùng thực hiện nha. À, mình sẽ bắt đầu cho bí đỏ vào nha các bạn nha. À, sau đó thì mình sẽ cho sữa tươi không đường vào nha các bạn. À, tiếp theo thì mình sẽ cho sữa đặc nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ nhấn nút xay nha các bạn ơi. À, các bạn ơi, các bạn chú ý là mình sẽ xay thật nhuyễn và sau khi đã xay xong thì mình sẽ tắt máy nha các bạn. À, các bạn ơi, bây giờ thì cô sẽ cho bí đỏ vào trong nồi và mình chuẩn bị mình nấu nha các bạn. À, các bạn ơi, sau đó thì mình vừa khuấy đều và mình cho vào một ít nước nha các bạn. À, các bạn ơi, mình sẽ khuấy đều tay như thế này nha các bạn. Và mình đợi cho đến khi sôi lên một lần nữa. À, các bạn ơi, để sữa bí đỏ của mình thêm thơm ngon thì cô sẽ cho thêm vào lá dứa nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục khuấy đều và đợi cho nó sôi nha các bạn. Các bạn ơi, đây là những ly sữa bí đỏ mà các cô vừa nấu xong nè. Bây giờ thì cùng thưởng thức thôi nào. 1, 2, 3. Yo. Các bạn ơi, thế là các bạn đã biết được công thức làm sữa bí đỏ chưa nào? Về nhà các bạn hãy cùng ba mẹ thực hiện nhé. Còn bây giờ thì xin chào. Sài Gòn Academy, tiên phong giáo dục sớm từ 0 tuổi.